Yo, và xin chào mừng cả nhà đã trở lại với channel của Lộc nha anh em ơi. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là một trái sâu sâu nha anh em. Một cái trái hiện tại đang làm mưa làm gió trong Adep 17 và cực kỳ gọi là bá đạo luôn mọi người ạ. Cái trái này, cái sức mạnh, độ sức mạnh của nó thì là một điều không thể tưởng tượng được rồi anh em ạ. Và anh em nào mà chưa like cũng như đăng ký kênh của Lộc thì bỏ ra vài giây thôi để like và đăng kênh để ủng cho Lộc với nha anh em. Đấy, nhìn này, đẹp chưa anh em? Ồ, bây giờ thì vào intro quảng cáo và cũng như là đi theo tôi vào video đó nha anh em. Nếu bạn chưa biết mua Robux tại đâu ư? Hãy tới ngay shop roblox.vn nhé các bạn. Shop có đầy đủ các loại dịch vụ từ cày thuê cho đến mua bán Robux. Đấy. Chỉ có thể là tại shop roblox.vn nha mọi người. Hello và xin chào mừng anh em đã trở lại với channel của Lộc nha các bạn ơi. Và hôm nay thì anh em nào mà chưa biết mua Robux và cũng như là mua Game Pass tại đâu thì mình có thể giới thiệu anh em đó là một cái shop, là cái shop roblox.vn nha. Và các bạn có thể lấy link này ở dưới phần ghim comment nha các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ vào mục Game Pass Black Friday dành cho nếu anh em nào muốn đặt Game Pass Black Friday thì mọi người có thể vào đặt của mình nhé các bạn. Và đây mình sẽ qua à đây mặc mình đây anh em muốn chọn cái pass gì thì cứ thể chọn nhé, còn mình đặt trái sao vĩnh viễn nhá, bởi vì đây và mình sẽ ghi tài khoản cũng như mật khẩu vào ghi chú thì mình sẽ post link share VIP của mình vào nhá mọi người. Đấy, nhưng mà thôi bây giờ tôi sẽ không cho anh em biết link của tôi đâu. Giờ tôi sẽ đặt đây. Để chút nha. Rồi, tôi đã ôi số dư không đủ rồi chết. Đợi tôi chút nha, tôi nạp tiền cái anh em ơi. Đây rồi các bạn ơi, và tôi sẽ đặt mua nha. Và bây giờ tôi sẽ đợi bên shop nhận đơn thôi. Và bên mình chỉ cần đợi shop nhận đơn và cũng nghe là đợi vào xe VIP của mình thôi. Còn anh em muốn đặt thì anh em phải ghi rõ tài khoản và cũng như mật khẩu nha, để shop có thể là vào nick và gíp qua cho anh em luôn. Còn mình là có quen với các anh nhân viên của shop thì mình có thể gửi link xe VIP xong mình báo là em đã đặt đơn rồi, anh có thể qua xe VIP gíp cho mình được không để mình làm video sớm. Còn anh em đặt thì trong 24 giờ thì anh em sẽ được xử lý đơn nha. Nhưng mà thường thường ấy là sẽ khoảng vài tiếng thôi là nó sẽ xong rồi, bởi vì nhiều đơn đặt thì em thông cảm nha. Đây, còn kéo xuống đó. Ui rồi ôi, đấy. Đang chờ duyệt thôi. Và bây giờ tôi sẽ vào game và tôi sẽ đợi thôi mọi người ơi, đi thôi. Ê, và sau khi đã update 17 rồi á mọi người, đây thì tôi đã kêu là shop vào thẳng xe VIP mà gift cho tôi luôn mọi người ạ. Đây. Đấy, tôi có đặt là đó chính là một trái linh hồn. Đây. Đây, đây là update 17 cho anh em coi xem liệu có trái ác quỷ gì mới nha mọi người ơi. Đây. Và đây là update đầu tiên thì nó đã ra đó chính là trái sao nha mọi người. 350 mastery, cày lại mệt ỉa rồi mấy ông ạ. Ui rồi, đây. Đấy, tôi kêu shop keep với tôi đi. Đấy, tôi hóng xem trái sao đúng không? Ui rồi ôi, trái sao là bao nhiêu Robux nhỉ mọi người? 2550. Ồ. Anh em có muốn tối nay tôi gift cho anh em trái sao hay không? Đấy. Đây, tôi sẽ kêu shop gift cho Lộc trái sao đi nha mọi người ơi. Wow, quá đã luôn. Sao sao. Baby. Đây này. Và trái sao sẽ xảy sao ba ta. Ngầu vãi cả trường luôn ạ. À. Chụp ảnh lại cái. Oh my god. Đẹp vãi đuối anh em. Trời ơi. Đẹp trời. Ok. Và sau khi bây giờ tôi đã farm toè cả mỏ ra mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi cuối cùng finally đã lên được 350 mastery anh em ạ. Liệu tôi thử hỏi anh, tôi đố anh em nhé, liệu cái trái này nó sẽ khỏe hay không thì mọi người bây giờ hãy cùng test đam với tôi nha. Đầu tiên sẽ là skill Z nha anh em. Đây. Đây, bật Haki đầy đủ nha anh em. Đây skill Z giữ này. Ui. Hơi khó dính, từ từ. Đợi tôi chút. Phát phát đấy nó nổ không dễ tâm. Tôi sẽ test từng skill trước nha, xong rồi test thử combo. Đây. Một phát như này.
Skill Z thì rơi vào khoảng là 2k rưỡi máu nếu bật Haki nha, nổ hai lần em, vào giữa với nổ là 2k rưỡi máu, 2k4 này, đấy 2k này, nổ thêm phát 400 nữa này, thấy không? Là rơi vào khoảng 2k rưỡi máu nha anh em. Đây, còn skill X của nó thì sao? Skill X của nó này, bao nhiêu máu vậy em? Cỡ bao nhiêu máu? 4.500 máu skill X anh em ạ. Ui ôi, còn skill C nha. Coi em còn hiện tại em còn bao nhiêu máu nhá, để tôi tả xài skill C này. Ui ui, chắc cỡ khoảng k rưỡi 2k thì phải. Skill C hơi yếu thì phải. Khoảng mấy k em? Chat số, chat viết viết hẳn chữ ra luôn, viết hẳn chữ ra luôn. Ví dụ 4 luôn á. 2000, 2000 đam mà. Thì cũng hơi yếu nè. Đâu, skill cuối cùng là skill V, tôi chưa test luôn nha. Skill V nãy giờ tôi chưa test, bây giờ tôi sẽ thử test đam này. Ui, 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 ui. What? Anh em phải biết nhá, nãy giờ là tôi combo nghịch, là siêu 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 chậm, tôi còn test đam nè mà. Cái lượng máu này anh em nhìn này. Đâu bây giờ em thử reset xong chạy qua bên này đi. Đâu để tôi sẽ thử test luôn một bộ combo xem liệu nó khỏe không. Còn skill V của nó đây, skill V của nó đây anh em. Nhìn thì cũng khá là ngầu đúng không anh em? Đó. Và anh ô. Sao? À. Hình như skill C của nó là theo thời điểm luôn anh em ạ. Anh em biết sao không? Bây giờ đang là trời tối nha. Và bây giờ thì tôi sẽ test một bộ combo vào trời tối. Xong rồi thì nó trời sáng tôi sẽ test cho anh em. Đây này, anh em nhìn thấy cái dấu bên này không? Đấy. Đây nha. Bây giờ nó set rồi nha. Đây để tôi sẽ thử cho anh em coi. À không. Ui, thế là trái này này, xài skill C các hay xài xài tất toàn bộ skill gì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hai cái vạch này này, anh em thấy không? Cái vạch trắng, à, vạch xanh và vạch đỏ này. Đấy, bây giờ tôi sẽ test một bộ combo hoàn chỉnh cho anh em nhé. Cái bộ combo này theo tôi nghĩ là Z trước này. Ui, Z xong X như thế hơi khó nha, tại vì nó nảy linh tinh quá. Đâu để anh căn 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 đường thôi. Skill X cũng mất 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 đấy kìa. Đâu để tôi thử lại xem. Mất nửa cây máu anh em ạ. Một skill X thôi đấy. Anh em cho tôi quả ý kiến cái trái này xem nào. Một skill thôi mất nửa cây, đâu để tôi thử X xong. Anh biết là Z xong X rồi nhưng mà nó rất là khó dính, hiểu không em? Tại vì nó nảy ra ngoài á. Đấy, nó rất là khó dính. Thế thôi. Về combo thì chắc là tôi sẽ phải đợi ai sáng tạo ra trước rồi. Còn tôi sẽ bây giờ test một phát xài tất cả skill vào khu này luôn nha. Reset máu, lấy máu đi em. Đây, tôi sẽ test một phát combo tất cả các skill vào người luôn nha anh em. Đầu tiên sẽ là không bật Haki nha. Em thử không bật Haki đi. À đây này, bây giờ tôi sẽ phải xài cả mấy cái skill này nữa. Bởi vì sao em biết không? Đây này, còn anh em thấy cái linh hồn này không? Sau khi anh em đánh quái xong hoặc anh em làm gì thì mọi người có thể đặt được cái cây này. Và cái cây này nhá, có tác dụng là gì? Nó sẽ có ba cái loại cây nha anh em. Một cái loại cây khi đứng gần anh em sẽ vừa anh em sẽ bị stun lại, thấy không? Nó sẽ giữ chân lại. Và đây, cái loại cây này thì có thể làm cho anh em hồi máu nha. Đâu, hả anh thử đánh anh mất 1-2k máu ấy. Đánh anh đi. Đây, tôi sẽ cho anh em coi này. Đấy, nó hồi một phát 300-400 máu nha anh em. Đây, anh em coi này. Coi cái tiền nó nhập vào người tôi, thấy không? Hồi phát 400 máu anh em. Đây, đây là cái loại cây cuối cùng nào. Đâu, để tôi thử xem tạo tạo được không nào. Ui ôi, cái này mà đánh nhau rất là... Đây, đây là cái loại cây cuối cùng. Loại cây tỏa ra độc nha anh em. Ui, anh em nhìn này, thấy chưa? Nếu mà đã giữ được một phát hai cây này nha. What? Đây, nếu mà giữ phát được ngày thôi này. Trời đất ơi. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy anh em? Tôi còn chẳng biết tại sao mấy cu này nó bị ngòm của tỏi luôn đấy anh em. Đây, bây giờ em thử qua đây anh test luôn một bộ hoàn chỉnh 3 4 skill dính xem nào.
Không, ừ, cái này không soru hay làm gì được hết luôn. Và khi anh em giết được người hoặc là giết được quái thì nó sẽ có linh hồn. Và tôi khuyên anh em nếu mà đi PvP thì anh em bỏ ra vài giây thôi để ra giết vài con quái trước để có linh hồn nha. Đây, bây giờ tôi sẽ ví dụ nha. Đây, đây, có cây này nha, có cây này nha. Nói gì đi anh em? Nói gì đi? Cái cây này vừa giữ rất là lâu. Thứ nhất là giữ rất là lâu nha. Thứ nhất là giữ rất là lâu. Cái thứ hai là gì? Khi anh em xài skill thì không thể soru, không thể làm được bất kỳ một cái gì cả anh em ạ. Nó rất là bá đến từ cái game luôn. Đây đây, tôi sẽ test lại cho anh em nhé. Đâu để tôi thử giữ lại phát nhé. Đây, thử xem nó giữ khoảng bao nhiêu giây nha. Đâu, đây bật PvP lên để tôi coi xem nó giữ khoảng bao nhiêu giây nha anh em. Đâu. Đứng đứng gần vào em, đứng gần vào, đứng gần vào. Này, 1 2 ui. 1 2 3, khoảng 3 giây. Stun mất 3 giây. Em tôi nói nha, không haki quan sát được để né được nha. Không soru được nha. Không lướt quy, không làm được một cái gì luôn đây. Bây giờ tôi sẽ thử cho mấy ông coi lần cuối nhé. Mẹ cái trái này, gì vậy trời? Trời ơi, quá đen. Đây, đấy, quả cái trái đúng đỉnh luôn. Nếu mà không có thì tôi nghĩ là combo dính hơi khó nha. Ui, nhưng mà về phần X phần nó cũng gần ngỏm rồi. 11k máu nha anh em, 11k máu có cả Haki luôn. Đấy, anh em thấy cái trái này như nào? Anh em hãy đánh giá giúp Lộc với nhé. Một cái trái mà nó khá là khỏe. Nói chung là bây giờ hiện tại đang là OP nhất cái game Black Fury luôn. Tôi đảm bảo với anh em cái trái này sẽ phải nép đam. Sẽ chắc chắn là phải bị nép đam chứ không nó quá là bá. Đấy. Và anh em xài có thể tích xài skill đâu để tôi test xem làm như thế nào để tích được lại cái nội năng bên này nha anh em. Đợi để tôi qua bên này tôi xem thử xem nào. Skill V. Thứ nhất là skill C là để tích rồi này. Bây giờ còn skill Z thì sao? Z không tích cho mình nha. X là cũng mất. Vậy là chỉ có C thôi nha. À, có nghĩa là X và C hai cái này nó sẽ luân phiên luân hồi nhau nha. Ui, còn skill V nhìn đúng đẹp luôn anh em ạ. Đấy, tạo quả một vụ nổ. Ui rồi ôi. Xong rồi anh em xài X phát như này thôi. Trời ơi. Trái này toàn diện đầy đủ anh em. Đam có, choáng có. Ui rồi. Còn gì mà trái này không có không? Độc đốt máu cũng có, hồi máu cũng có luôn, bay cũng có luôn. Còn gì để trái này không có không anh em? Mặc dù bay nó hơi phế một chút thì tôi khuyên anh em là không nên xài. Và thôi, chắc video này mình cũng sẽ off tại đây thôi. Và anh em nào mà chưa like cũng chưa đăng ký kênh cho Lộc thì bỏ ra vài giây thôi để like cũng như đăng ký kênh cho Lộc một cái nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người, bye bye, see you again, bye bye.